Khi đang lưu thông trên đường phố tấp nập người xe qua lại, thì bất ngờ chúng ta bắt gặp những chiếc xe máy chở bình ga nằm ngang, thậm chí chất vài bình ga nằm ngang sau xe phóng vù vù trên đường phố như thế này. Chắc hẳn sẽ khiến không ít người chứng kiến giật mình sợ hãi. Bởi từ trước tới nay, những rủi ro và sự cố nguy hiểm từ việc kinh doanh và tiêu dùng ga đã và đang được báo động và luôn là nỗi ám ảnh của mọi người. Nếu mà bình ga sử dụng mà gia đình mình thì còn đỡ, mà có một số cái người ta chở những cái bình ga mà sử dụng cho nhà hàng thì nó rất là dài, người ta đẩy ngang nữa. Thì mình đã từng thấy một cái sự việc là một cái anh đó chở bình ga va chạm với một cái chị đi ngược chiều, rớt cái bình ga xuống luôn, ga nó xì ra, mọi người chạy tán loạn. Hiện nay không khó để bắt gặp việc vận chuyển ga từ các cửa hàng kinh doanh ga đến nhiều hộ tiêu dùng bằng phương tiện xe máy, xe thô sơ. Điều đáng lo ngại là việc vận chuyển ga như vậy có đúng quy định hay không? Bởi nếu chở sai quy cách tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Chỉ cần va chạm với phương tiện giao thông khác hoặc rơi bình ga xuống đường cũng có thể gây cháy nổ cho người đi đường và bản thân người chở bất cứ lúc nào. Thấy chưa? Chị Xuân thấy chưa? Thấy bây giờ trên đường có những cái quả bom di động, thấy chưa? Mình chạy xe mình hòa lẫn sống chung với mấy cái quả bom đó. Chúng tôi đang nói về chuyện là chở bình ga đi trên đường, nhưng mà rõ ràng là họ không sử dụng những cái xe chuyên dụng đó. Hả? Họ cứ cái xe gắn máy họ dắt nằm ngang, nhưng mà không phải là một cái đâu Châu, có khi là 2-3 cái trên xe. Có cái sự yêu cầu, cái quy định, cái quy luật rõ ràng là chạy chỉ chở được một bình khoảng bao nhiêu lít đó thôi. Thí dụ là khoảng 50 lít à, đúng rồi, khoảng 50 lít. Còn đằng này chở quá nhiều mà lại chở không đúng về mặt kỹ thuật nữa. Phải để cái bình ga ở cái phương thẳng đứng chứ không thể nào để nằm như vậy. Đặt rủi cái trường hợp, ví dụ như mà nó xì hơi ga ra đó, rồi hoặc là nó rớt xuống đường, cái bọc cái vỏ ra bằng thép á, nó cà xuống mặt đường, nó chà sát rồi nó gây ra lửa, nó gây cháy nổ. Mà cái đó thì rất là kinh khủng. Nếu như những ai đó đang đi gần, để chị Xuân nghĩ coi bao nhiêu cái cửa hàng ga, mỗi cửa hàng như thế có 2-3 người, 2 nhân viên vận chuyển ga. Thế thì tại trên đường phố của mình, những con đường của mình, một ngày như vậy là bao nhiêu có quả bom di động ngoài đường. Trời ơi, nghe của Châu nói giờ mới sợ đó hả? Mình nhớ là khi lăn cái bình ga vô nhà là mình còn nói với cái chú mà nhân viên đó, cẩn thận nha, nhẹ nhàng nha con. Rồi để ở trong nhà nhất cử nhất động mình không dám đụng tới cái bình ga đó. Chị Giang, chị Xuân có để ý đi. Mình để yên một chỗ ở trong nhà để mà nấu nước thôi. Hoặc là để yên một chỗ qua cái cửa hàng thôi. Đâu có di động, đâu có đụng chạm gì đâu. Mà nhiều khi lâu lâu mình vẫn nghe là bình ga phát nổ trong nhà dân khi đó đang nấu nướng hay cái gì đó. Hoặc là cửa hàng ga nó bỗng nhiên phát nổ cháy. Thì hà huống gì là chở đi và nó chở đi và di động rồi lượng lách để mà lách, để mình chở cần càng quá thì phải lách, phải tìm đường đi. Mà hãy lách thì bắt đầu cái nước ga nó chao đảo. Cái hơi nó áp suất nó lên thì nó xì hơi ra. Và mấy cái van đóng mở nó lại bị, có nhiều khi nó bị một cái trường hợp gì đó nó xì rồi nó nổ. Tôi nghĩ là với những cái cửa hàng lớn á, chắc người ta cũng đã cho nhân viên người ta trang bị những cái kiến thức khi vận chuyển những cái bình ga này và vận chuyển ga như thế nào cho đúng cách. Nhưng mà kế bên đó thì cũng có rất nhiều những cái cửa hàng họ chỉ mướn đại một cái người nào đó có xe có thể chở bình đi được, và họ không hề dặn dò cái người nhân viên là ga mà khi nó đi nó sao động nó sẽ xảy ra bất cứ một cái điều gì đó. Cả bản thân chủ cửa hàng cũng phải hiểu được điều đó, cũng phải học. Và cả chủ cửa hàng, cả những nhân viên phục vụ ở trong cái cửa hàng ga đó đều phải có một cái ý thức như thế. Vì đây nói thật thẳng ra rằng là liên quan đến tánh mạng của mọi người, tất cả những người đi đường, không phải là chuyện chơi nữa. Mà đã liên quan tới tính mạng thì bắt buộc là phải có ý thức rõ ràng, chứ không thôi sẽ dẫn đến những cái hệ quả, những cái hậu quả rất là kinh khủng. Quý vị ơi, chúng tôi sẽ mời quý vị xem tiếp một cái clip sau đây để chúng ta chứng kiến cái chuyện là chở bình ga ngoài đường mà nếu như không an toàn thì nó gây nguy hiểm như thế nào cho người đi đường ạ. Mời Hữu Châu. Bản chất khí ga không gây cháy nổ, nhưng khí ga bị rò rỉ, bị tác động bằng cách quăng ném như thế này, kết hợp với oxy trong không khí sẽ tạo thành hỗn hợp dễ gây cháy. Do đó, gặp va chạm giao thông khi chuyên chở, những bình ga sẽ phát nổ, cháy lớn trông thật khủng khiếp.
theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223-1996 về việc yêu cầu vận chuyển khí đốt hóa lỏng như ga, thì xe gắn máy chỉ được phép chở một chai có dung tích chứa đến 50 lít và chở theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên, phần lớn các nhân viên chở ga bằng xe gắn máy hiện nay vẫn bỏ ngoài tai những quy định trên. Hầu như năm nào cũng có sự cố nổ ga xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Việc phát nổ ga xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguồn gốc từ hoạt động sen chiết ga trái phép và vận chuyển ga từ các cửa hàng, đại lý sai cách và chủ quan, tạo ra những mối nguy hiểm cho mọi người. Quá trình vận chuyển thì phải gắn những cái nhãn mác về những việc liên quan mình đang vận chuyển cái hàng hóa như thế nào. Thì như vậy, cái việc mà vận chuyển khí ga với cái yêu cầu của nó vô cùng nghiêm ngặt, bởi lẽ nó là cái loại hàng hóa nguy hiểm, thì đấu chiến với cái thực trạng là có một số đơn vị kinh doanh ga, người ta dùng xe máy người ta vận chuyển bằng cái việc là người ta đưa những cái bình ga nằm ngang hoặc là vận chuyển buộc một cách nó rất là thô sơ, thì rõ ràng đây là cái việc vận chuyển nó không đúng với quy định. Cái tánh thế kệ nó không sao đâu, chở vậy chắc không sao đâu, thôi cái nhà đó gần cái nhà kia quá, mà đây cũng kêu, kia cũng kêu, thôi đi một chuyến luôn cho rồi. Thì vượt quá cái mức quy định là cho phép chở, mà nếu mà để cậu phải phương thẳng đứng đó thì giờ sắp xếp sao đây, do ý thức hết. Nhưng mà quên đi một điều rằng là mạng sống của họ đó, ví dụ như xảy ra một cái chuyện gì rồi thì liệu mình có bán được nữa hay không, người ta có gọi mua mình nữa hay không, bởi vì mình không có kỹ càng đó. Trong khi đó người ta cấu tạo cái bình ga là người ta đã tính cái mức độ an toàn rồi, và người ta cũng đã có dặn dò thế nào phải sử dụng làm sao, phải vận chuyển như thế nào rồi, chứ không phải là không có. Có một số những cái bác nội trợ, những cái chị nội trợ, người ta nghĩ là thôi ga phải thay đổi mắc quá, người ta sẽ kêu những cái tiệm quen gần nhà để người ta đổ ga đó. Thì với cái ga mà không có thương hiệu như vậy, hoặc là ga mà đổ đại ở đâu đó, thì với ý nghĩ của Châu như thế nào? Trước nhất là Châu nghĩ đến tính mạng của gia đình mình trước, sẽ nghĩ đến sự an toàn của gia đình mình, cho nên chắc chắn một điều là sẽ không tiếp tay với những cái trường hợp mà kêu ga như thế. Gọi những nơi nào mà uy tín đàng hoàng, là những nơi mà chở tới người ta có ý thức điều đó, người ta giữ gìn cho gia đình của cái người sử dụng, vì sức khỏe gia đình, vì cái cuộc sống trong gia đình, sự an lành trong gia đình, nhưng nhất quyết không tiếp tay với những cái nơi mà mua ga như vậy, đổ ga lên như thế rất là ảnh hưởng. Bây giờ không có nói cái chuyện nổ, chỉ nói cái chuyện xì hơi ra thôi, nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của sức khỏe của mọi người trong nhà mình là không tốt. Chỉ nên mua ga ở những nơi nào mình cảm thấy uy tín, họ rõ ràng rằng là họ giữ gìn mạng sống, sinh mạng của đối tác của họ, người mua ga của họ. Có một lần là chị Xuân đi ăn bánh cuốn, chào quý không, thấy là người ta, tại vì người ta đổ bánh cuốn liên tục mà, thì người ta những cái bình ga đó người ta để nằm xuống vậy nè. Mà có lẽ là quý vị ơi, họ gan quá, họ xem thường cả sinh mạng của họ, tại vì họ ngồi ngay cái bếp lò mà ga là họ lại để nằm, họ nói là để tôi tận dụng, để là cho nó hết, để nằm nghiêng như vậy để tận dụng cho nó hết ga. Nhưng mà họ quên rằng sức nóng của lò nè, cộng với ga, nếu như cái van nó không an toàn, nó sẽ rất là xảy ra nguy hiểm cho bản thân họ. Thế thì chuyện buôn bán của họ có còn được duy trì không khi tính mạng họ không bảo đảm? Nói điều này để nhắc nhở người dân mình đừng có thờ ơ. Đôi khi chúng ta lo những chuyện đâu đâu nhưng mà quên rằng sinh mạng của chúng ta, sự an toàn của chúng ta là cái điều mà cốt yếu nhất đối với con người. Luôn luôn là bình ga là phải dựng đứng. Khi di chuyển cũng vậy, cũng yêu cầu là các chủ cửa tiệm ga vẫn phải là ở phương thẳng đứng. Đúng rồi, có những cái kết cấu mà nó chuyên dùng để bình ga thẳng đứng và chở đến nơi giao cho người dân. Cứ tưởng tượng cái hình ảnh mà chở ga ngoài đường mà có vấn đề gì mà nổ giữa đường hay rớt xuống đường, thì những người xung quanh không phải chỉ một người chịu mà rất nhiều người, vì đây là nơi công cộng, mà đã là công cộng là đông người. Vậy thì trong cái chuyện mà chiết xuất ga trái phép nè, rồi thậm chí dùng cái bình cũ đi mà cứ xài đi xài lại hoài, trong khi quy định là không nên xài những cái bình ga quá cũ, cái ý thức của con người trong xã hội mà nó không được xây dựng một cách chắc chắn thì sẽ có pháp luật. Như mình nghĩ, nếu như cái gì mà liên quan đến tánh mạng sức khỏe con người thì pháp luật nên mạnh tay. Đối với cái hành vi mà sắp xếp những cái hàng hóa nguy hiểm
mà không đúng cái điều kiện quy định thì có thể bị xử phạt số tiền là từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Còn đối với cái người mà đưa vào cái việc phương tiện vận chuyển không đủ cái điều kiện thì có thể bị phạt số tiền là từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phải khắc phục những cái hậu quả, đó là không có, nó có đưa những cái phương tiện đó đi ra ngoài thị trường để có thể là tiếp tục vận chuyển. Châu có một cái đề xuất gì đối với những người vận chuyển ga và những người buôn bán ga không? Đây là một cái công việc kiếm sống rất là đàng hoàng. Miễn sao xin các bạn ý thức một chút xíu về mặt vận chuyển ga, buôn bán. Mình phải để ý, mình có ý thức khi mình vận chuyển ga trên đường hoặc là vận chuyển ga đến nhà của ai đó. Và chịu cực chút xíu, một lần chở một bình thôi, đừng chở chỉ hai ba nhiều bình. Đây là thật lòng mà mình nói, bởi vì rõ ràng là bản thân mình bây giờ cũng bắt đầu sợ xài bằng ga. Cái ý thức vấn đề này là do người chủ cửa hàng đó. Ví dụ nếu như mà mình chở những cái bình ga gia đình, mình thiết kế những cái khung chỉ để những cái bình ga ở cái phương thẳng đứng để cho nó có sự an toàn nhiều hơn. Còn nếu mà chở số lượng ga quá nhiều thì mình nên chở bằng xe hơi. Thì cái đó nó vừa an toàn cho những cái xe xung quanh và nó còn vừa an toàn cho chính bản thân cái cậu bé hay cái em nào là nhân viên đi giao đó nữa. Và cũng là làm cho cái thương hiệu của người chủ cửa hàng đó càng ngày người ta càng quý hơn và người ta tin tưởng, người ta sử dụng hơn. Tôi thấy ở bên các bạn mà chở nước đến nhà, những cái bình nước đó, người ta có những cái khung mà kết cấu cũng rất là hay. Thế thì bên ga mình cũng hãy chú ý đến cái điều này. Mình để làm như vậy, quan trọng là sinh mạng của các bạn và tiếp theo là sinh mạng của những người chung quanh, những cũng như là mình, đối với sự an toàn của xã hội. Những cái xe mà vận chuyển ga đó thì cái người tài xế đó thì phải hiểu được về luật, cái cách mình dựng những cái bình ga đó như thế nào ở trên xe, và cũng phải hiểu về phòng cháy chữa cháy nữa. Đúng rồi, mấy cái xe đó, ô tô mà chở ga đó là luôn luôn phải có bình phòng cháy chữa cháy, và lúc nào cũng đều trên xe đều phải có cái bình xịt, cái bình để mà chữa cháy. Nhân viên thì cũng phải được tập huấn về cái cách vận chuyển ga cũng như cách phòng cháy chữa cháy khi mà xảy ra cháy nổ. Tôi và Hữu Châu rất là mong mọi người, mọi nhà, và đặc biệt là những người mà kinh doanh về ga đó, chúng ta phải tìm ra một cái biện pháp nào an toàn. Tức là cái người mua ga của các bạn cũng thấy các bạn là người có tâm. Chứ nếu không thì các bà nội trợ sợ quá, từ từ chuyển qua các cái hình thức nấu nướng khác. Thì cái chuyện lỗ lã là chuyện các bạn phải gánh chịu. Hy vọng là chương trình này sẽ nhận được những cái phản hồi mà chúng tôi có thể làm cho chương trình ngày càng tốt hơn. Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.